Kính chào quý vị khán giả, Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Theo thông tin từ báo điện tử VOV, hàng chục công nhân đã kéo đến trụ sở công ty cổ phần Licozy Quảng Ngãi, yêu cầu lãnh đạo công ty này phải trả lời việc thanh toán cho người lao động do bị nợ lương, trợ cấp thất nghiệp quá lâu. Bà Hà Thị Thanh Nga, nhà ở xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, công nhân công ty cổ phần Licozy Quảng Ngãi đã nhiều lần đi đòi nợ mà không được. Bà Nga cho biết, công ty nợ bà và chồng bà tiền trợ cấp thôi việc gần 28 triệu đồng, đã 4 năm và tiền cổ phần 28 triệu đồng của chồng bà chưa trả. Từ ngày chồng mất, một mình bà Nga làm công nhân để nuôi hai con ăn học. 4 năm qua, bà nghỉ việc để đi tìm việc làm khác, lấy tiền nuôi các con ăn học. Công ty cổ phần Licozy Quảng Ngãi nợ lương và tiền cổ phần của gia đình bà gần 56 triệu đồng nhưng 4 năm nay vẫn chưa trả. Bà Hà Thị Thanh Nga chia sẻ, tiền đó là tiền trợ cấp thôi việc, với tiền cổ phần hồi trước chồng tôi đóng là 28 triệu đồng. Nhưng sau này, chồng tôi mất, chuyển qua cho tôi. Một mình tôi bon chen đủ kiểu nuôi hai đứa con, nhưng ở đây họ không trả một đồng nào cho tôi. Nợ tiền cổ phần là 15 năm rồi, còn tiền trợ cấp thôi việc là 4 năm. Đòi miết đi nhiều lần mãi không được. Tương tự, ông Lưu Trọng Hà ở xã Tịnh Ấn Đông, thành phố Quảng Ngãi rất bức xúc vì đang bệnh tật mà vẫn phải đi đòi nợ. Ông Hà trước đây làm việc ở phân xưởng nhà máy gạch thuộc công ty cổ phần Licozy Quảng Ngãi. Do bệnh tật nên ông nghỉ việc gần 4 năm nay. Sức khỏe yếu, không thể lao động nặng nên ông phải trông chờ vào đồng lương của vợ con. Vậy mà công ty nợ hơn 30 triệu đồng tiền trợ cấp thôi việc mà không trả. Ông Lưu Trọng Hà cho biết, về nghỉ từ năm 2019 đến nay, thực tình tôi cũng bệnh, hay bị đau ốm. Mấy năm nay không làm gì được, chỉ loanh quanh ở nhà nhờ vợ con mà công ty không giải quyết. Mọi người rất là bức xúc. Nhiều lần, người lao động đã nghỉ việc kéo lên công ty cổ phần Licozy Quảng Ngãi yêu cầu giải quyết. Đỉnh điểm là vào tháng 5 năm 2020, lãnh đạo công ty hứa sẽ trả dần cho người lao động, nhưng chỉ trả một tháng rồi không trả nữa. Theo những người lao động bị nợ lương, sau nhiều lần viết đơn cầu cứu khắp nơi, lãnh đạo công ty đã làm việc, ký giấy xác nhận nợ lương với số tiền cụ thể của từng lao động. Nhiều người bị nợ gần 100 triệu đồng. Hai năm qua dịch bệnh, cuộc sống của người lao động bị cho nghỉ việc gặp nhiều khó khăn. Số tiền họ được nhận cũng không nhận được. Hiện công ty cổ phần Licozy Quảng Ngãi đang nợ các khoản tiền gồm lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội hơn 1,7 tỷ đồng của 43 lao động. Ông Nguyễn Tấn Đối, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đã làm việc với lãnh đạo công ty để bàn giải pháp xử lý dứt điểm vụ việc. Báo Kinh tế Sài Gòn đưa tin, sau nhiều tháng hoạt động khó khăn vì đơn hàng liên tục sụt giảm mạnh, doanh nghiệp nhiều lĩnh vực mà nền kinh tế gần 100 triệu dân có nhiều lợi thế ngày càng trông ngóng vào sự phục hồi của hoạt động xuất khẩu để có thể quay trở lại nhịp sản xuất trước đây và ngừng lại việc cắt giảm giờ làm hoặc sa thải người lao động. Tuy nhiên, diễn biến tình hình đang cho thấy sự kỳ vọng đơn hàng sẽ quay trở lại từ giữa năm nay như dự báo của các chuyên gia hồi đầu năm nay rất khó xảy ra khi mà tín hiệu phục hồi chưa có, các thị trường xuất khẩu lớn như Mỹ và châu Âu vẫn còn khó khăn. Người tiêu dùng các nước này vẫn còn phải thắt chặt chi tiêu. Nhiều doanh nghiệp sản xuất lo lắng trong bối cảnh kinh tế vĩ mô thế giới vẫn ở trạng thái bất định. Họ khó có thể gồng mình lâu hơn để duy trì lực lượng lao động trong khi đơn hàng cứ sụt giảm. Đáng chú ý, S&P Global vào hồi tháng 5 vừa qua đã công bố báo cáo về chỉ số nhà quản trị mua hàng PMI, ngành sản xuất Việt Nam của tháng 4 vừa qua cho thấy, ngành sản xuất của Việt Nam tiếp tục suy giảm khi nhu cầu khách hàng vẫn yếu. Cả sản lượng và số lượng đơn đặt hàng đều giảm tháng thứ hai liên tiếp và các công ty đã giảm tương ứng việc làm và hoạt động mua hàng, theo báo cáo của S&P Global. Theo ông Andrew Harker, Giám đốc Kinh tế tại S&P Global Market Intelligence, ngành sản xuất của Việt Nam hiện có vẻ như đang đi qua một giai đoạn trì trệ khi các công ty gặp khó khăn trong việc tìm kiếm đơn đặt hàng mới. Các nhà sản xuất cũng đã bắt đầu hạ giá bán hàng để cố gắng kích thích nhu cầu và áp lực chi phí giảm đã giúp họ giảm giá dễ dàng hơn. Trên thực tế, giá cả đầu vào đã tăng với tốc độ chậm nhất trong gần 3 năm. Số lượng đơn đặt hàng mới giảm khiến các công ty có thể tiếp tục giải quyết lượng công việc tồn đọng, khiến chỉ số này giảm tháng thứ tư liên tiếp. Trong khi đó, tồn kho hàng thành phần tăng với mức độ lớn nhất trong thời gian 2 năm.
các nhà sản xuất tiếp tục giảm số lượng nhân viên, xuất phát từ cả tình trạng nghỉ việc không có người thay thế và việc cắt giảm việc làm do giảm khối lượng công việc. Hơn nữa, tốc độ giảm là mạnh nhất trong thời gian 1.5 năm, theo báo cáo của S&P Global. Trong bức tranh toàn cảnh về thị trường lao động hiện tại, báo Kinh tế Sài Gòn Online ghi nhận thực tế đời sống của công nhân mất việc rất gian nan để vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay. Nhìn vào đời sống công nhân, thấy đa số vẫn quay quắt trong vòng xoáy cơm áo gạo tiền. Chưa gượng dậy sau bão dịch thì bão giá đã ập đến, giá nguyên liệu đầu vào, xăng, ga tăng đã kéo hàng loạt mặt hàng thiết yếu đội giá theo, trong khi đồng lương cơ bản suốt 2 năm qua vẫn dậm chân tại chỗ hoặc bị sụt giảm do thời gian làm việc bị giảm. Đã thế, nhiều người lao động trong các lĩnh vực Việt Nam có thế mạnh xuất khẩu còn lo lắng, mình có thể vào tầm ngắm bị sa thải bất cứ lúc nào trong bối cảnh doanh nghiệp sụt giảm đơn hàng sản xuất kéo dài. Theo các doanh nghiệp, đơn hàng giảm thì quy mô về nhân lực sẽ dư dần, tình trạng thiếu việc còn nghiêm trọng hơn cả thời điểm trước Tết Nguyên đán vừa qua. Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, có gần 294.000 lao động phải nghỉ, giãn việc do các doanh nghiệp thiếu đơn hàng trong 3 tháng đầu năm. Cả nước có gần 118.000 lao động bị mất việc tại các doanh nghiệp trong quý cuối cùng của năm 2022. Bước sang quý 1 năm 2023, con số này tiếp tục tăng lên với số lượng gần 149.000 người. Đáng chú ý, theo báo cáo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, thị trường lao động vẫn còn nhiều thách thức trong quý 2. Bên cạnh một số ngành tăng tuyển dụng, thì sẽ có những nhóm tiếp tục sụt giảm việc làm. Dự báo, ngành may mặc sẽ tiếp tục giảm 38.100 việc làm, sản xuất giường tủ, bàn ghế giảm 38.000, in, sao chép bản ghi các loại giảm 37.800 người. Theo đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tình trạng cắt giảm lao động diễn ra thời gian qua, nguyên nhân chính là do các doanh nghiệp bị thiếu đơn hàng. Tuy nhiên, khi cắt giảm lao động, doanh nghiệp sẽ thay thế lao động có tay nghề thấp, những lao động có tay nghề tốt thì sẽ được ưu tiên giữ lại. Việc ít, đương nhiên thu nhập của người lao động sẽ bị ảnh hưởng. Song lúc này, các công ty rất cần sự chia sẻ, hỗ trợ của người lao động để cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay. Theo các chuyên gia phân tích, chu kỳ của nền kinh tế sẽ tạo đáy. Khi đáy hiện đang không vượt qua được, sẽ tạo ra một đáy mới. Theo đó, dự báo sẽ xuất hiện cuối năm nay hoặc đầu năm 2024. Việt Nam nằm trong chuỗi toàn cầu nên cũng bị ảnh hưởng chung của nền kinh tế thế giới. Chính vì vậy, thị trường lao động cũng sẽ bị ảnh hưởng. Rõ ràng, sự khó khăn của nền kinh tế bao gồm cả phía cung lẫn phía cầu đang đổ dồn lên doanh nghiệp, buộc nhiều doanh nghiệp phải tạm dừng kinh doanh để giảm thiểu chi phí hoạt động, chờ đợi cơ hội quay trở lại thị trường. Tình hình trong nước và thế giới vẫn còn nhiều khó khăn thách thức, do đó, nếu không có những giải pháp mạnh mẽ để vực dậy nền kinh tế hiệu quả, doanh nghiệp sẽ tiếp tục rơi vào vòng xoáy khó khăn và số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường sẽ tiếp tục tăng. Theo đó, lượng lao động mất việc làm sẽ tiếp tục tăng, ảnh hưởng đến an sinh xã hội. Bên cạnh những nỗ lực của doanh nghiệp, giới phân tích cho rằng nhà nước cũng cần có các cơ chế chính sách hỗ trợ về vốn, lãi suất vay, nghiên cứu cắt giảm các loại thuế, phí, linh hoạt điều chỉnh về tổng số giờ lao động, giờ làm thêm để phù hợp với tình hình mới, qua đó tạo bệ đỡ, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển. Các chuyên gia cho rằng, việc cân nhắc giảm 2% thuế VAT vừa hỗ trợ người tiêu dùng và doanh nghiệp, bởi lẽ trong bối cảnh có hơn nửa triệu người mất việc làm, phải rút bảo hiểm xã hội một lần, hàng trăm ngàn lao động mất việc, bị giãn việc, bớt giờ làm. Cùng với đó là tổng cầu khá yếu kéo dài thì việc giảm 2% VAT của chính phủ được xem là một trong những giải pháp trong tình hình khó khăn chung kéo dài hiện nay. Con số 2% sẽ góp phần đáng kể vào việc kích cầu tiêu dùng, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Thank you.